Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sân vận động Luniki ở Moscow bắt đầu từ lúc 20:30. Huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo là một trong những ngôi sao đáng chú ý. Người hâm mộ bóng đá ở các nước tập trung ở Luniki nhiều tiếng trước giờ khai mạc. Cổ động viên đến từ nhiều quốc gia đã đổ về sân vận động Luniki cùng với quốc kỳ, trang phục truyền thống hoặc những trang phục mang đậm dấu ấn của đất nước họ. Để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ World Cup 2018 diễn ra tại Nga, lực lượng an ninh Nga thậm chí thành lập lực lượng mới mang tên Cảnh sát du khách. Lực lượng cảnh sát này bao gồm những nhân viên có khả năng ngoại ngữ tốt, sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất trong năm.